Mệt mỏi vì phải xử lý từng loại vải riêng biệt khi sấy nhưng vẫn chưa tìm được chiếc máy nào ưng ý. Vậy thì hãy để máy sấy bơm nhiệt Boss 9kg WQG24200SC Series 6 với chế độ sấy đa năng, giúp quý khách dễ dàng sấy khô mọi chất liệu từ lụa mỏng manh đến vải thô cứng mà không cần lo lắng về hư hại. Máy được thiết kế với kiểu dáng đứng độc lập, cửa trước gọn đẹp, mang đến sự linh hoạt trong việc lắp đặt. Tôn màu trắng tinh tế, phù hợp với hầu hết các không gian khác nhau. Bảng điều khiển núm xoay kết hợp với phím cảm ứng tiếng Anh có ký hiệu rõ ràng giúp người dùng dễ dàng thao tác và sử dụng. Màn hình LED hiển thị trực quan, dễ dàng quan sát và theo dõi các chương trình sấy đang hoạt động. Lồng sấy được làm từ chất liệu thép không gỉ cứng cáp, chống oxy hóa, hạn chế gỉ sét, ăn mòn và mảng bám tích tụ, quần áo luôn khô sạch đảm bảo an toàn sức khỏe cho cả gia đình. Khối lượng sấy tối đa 9kg, phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình từ 3 đến 5 thành viên hoặc gia đình nhiều thành viên hơn nhưng nhu cầu sấy khô quần áo không cao. Công suất tiêu thụ thấp khoảng 700W, áp dụng công nghệ heat pump bơm nhiệt, làm giảm sức nóng gây hại cho sợi vải bằng cách sấy khô hiệu quả ở nhiệt độ thấp, giúp áo quần luôn mới. Hiệu suất vượt trội với mức năng lượng tiêu thụ ít hơn tới 50% so với các dòng máy truyền thống. Bên cạnh đó, máy cũng sử dụng động cơ EcoSolent vận hành êm ái, tiết kiệm điện với độ ồn thấp 64dB không gây ảnh hưởng đến không gian nghỉ ngơi sinh hoạt của gia đình. Máy sở hữu 14 chương trình sấy được cài đặt sẵn như Delicate, đồ mỏng, Sắt, Blue, áo sơ mi, Super Quick 40, sấy nhanh 40 phút, Full Finish, đồ len, Sportswear, đồ thể thao, Cotton, đồ Cotton, đáp ứng nhu cầu sấy đa dạng của cả gia đình. Ngoài ra, quý khách có thể lựa chọn thêm từ 8 chương trình bổ sung hỗ trợ sấy quần áo hiệu quả hơn. Máy cũng được tích hợp nhiều công nghệ và các tính năng tiên tiến như công nghệ sấy Auto Dry luôn đảm bảo quần áo khô đến mức độ khô chính xác mà quý khách muốn cho dù mức độ đó đủ khô để ủi hay cực kỳ khô và sẵn sàng để gấp. Bên cạnh đó, hệ thống sấy Auto Dry còn được trang bị thêm các cảm biến thông minh liên tục đo nhiệt độ và độ ẩm để bảo vệ quần áo của bạn không bị quá khô hoặc quá nóng. Hệ thống sấy khô Sensitive Drying System dẫn luồng khí ấm vào lồng sấy và làm khô từ mọi phía. Vải sẽ được trộn lẫn nhẹ nhàng và đảo đều trong quá trình sấy bởi lồng sấy thay vì nằm phẳng như những máy sấy bình thường. Nhờ vậy mà đồ quần áo được sấy khô nhẹ nhàng nhất, mềm mại và không có nếp nhăn. Máy còn được trang bị thêm công nghệ Anti-Vibration giúp làm giảm độ ồn máy. Lớp cách nhiệt hai bên thành máy cũng được tăng cường nhằm giữ độ ẩm ở mức ổn định, giúp máy sấy êm ái và yên tĩnh hơn. Và trên hết, không chỉ sang trọng trong thiết kế, máy còn được đánh giá an toàn cho người sử dụng với các tính năng và hệ thống an toàn như khóa trẻ em, chai lock hay hệ thống dây nối đất hạn chế tối đa tình trạng giật điện cho người tiêu dùng. Máy sấy Boss WQG24200SC Series 6 chính là lựa chọn hoàn hảo cho những gia đình hiện đại, mong muốn sở hữu một thiết bị sấy khô quần áo thông minh, tiết kiệm và hiệu quả. Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu chiếc máy chất lượng này tại Khánh Huy Home. Nhấp vào link dưới để mua ngay và nhận ưu đãi đặc biệt hôm nay nhé. Khánh Huy Home là địa chỉ uy tín chuyên cung cấp các sản phẩm nhà bếp, phòng tắm cao cấp và giải pháp lọc nước hàng đầu. Quý khách sẽ được lựa chọn từ nhiều thương hiệu hàng đầu với đa dạng mức giá cùng những chính sách hấp dẫn đi kèm. Cam kết 100% sản phẩm chính hãng, giao hàng tận nhà nhanh chóng, lắp đặt miễn phí lúc giao hàng, đổi trả và bảo hành dễ dàng. Khánh Huy Home, thêm ưu đãi, tránh lãng phí. Đồng hành cùng các đối tác thiết kế, nội thất và xây dựng. Liên hệ ngay số hotline 1800 646 4410 để được tư vấn chi tiết nhất.